Phát biểu tại buổi dạ tiệc, Đại sứ Hồ Minh Tuấn ghi nhận những kết quả tích cực của bà con người Việt tại Tiên Bích Xê trong cuộc sống lao động và học tập trong thời gian qua. Ông hoan nghênh Chi hội người Việt Nam tại Tiên Bích Xê đã tổ chức một buổi gặp gỡ ấm cúng mang đậm phong cách Việt cho bà con sống xa quê nhân ngày Tết cổ truyền sắp tới của dân tộc. Đại sứ cũng mong muốn người Việt tại Tiên Bích Xê nói riêng, tại Cộng hòa Séc nói chung, tuân thủ pháp luật sở tại trong cuộc sống mưu sinh, làm cầu nối cho quan hệ hai nước và luôn hướng về quê hương đất nước. Tại đêm dạ hội, khách mời đã được sống trong không khí ấm cúng của những ngày Tết cổ truyền dân tộc Việt Nam cùng với cành đào, câu đối đỏ, những món ăn mang hương vị Tết, những bài hát về mùa xuân hay phong tục lì xì đầu năm mới, quay sổ số trúng thưởng lấy lộc đầu xuân.